Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay á, thì thật sự là sau những ngày làm việc rất là vất vả và mệt mỏi, tại vì sau cái thời gian giãn cách á, thì công việc bị dồn lại rất là nhiều. Thì cuối tuần Phượng lại nghêu ngao để cho xả stress và cũng cân bằng lại cuộc sống, cũng như khuây khỏa nỗi nhớ quê nhà. Bao nhiêu năm tháng chưa có về được, thì hôm nay Phượng lại tiếp tục hát hò. Nếu mà hát hay thì cả nhà cho like nha, mà không có hay thì cũng cho Phượng lời góp ý bình luận thật là chân thành, để thỉnh thoảng Phượng lại lên gửi đến những ca khúc mang đậm chất quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An của mình. Hãy subscribe.
anh vẫn ơi.